hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Sáng thứ năm ngày 24 tháng 10, tưng bừng khai trương đồng loạt hai siêu thị mới MediaMart Đồi Ngô, số 347 phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đầu đường vào bệnh viện đa khoa Lục Nam. Tưng bừng khai trương siêu thị điện máy MediaMart Tĩnh Gia 2, tiểu khu 6 đường Quang Trung, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cạnh chi cục thuế Tĩnh Gia. Duy nhất 3 ngày vàng từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10. Kính mời quý khách hàng tham dự khai trương và nhận ngay phiếu mua hàng giảm giá đến 2.100.000 đồng trước khi mua hàng. Đừng bỏ lỡ quà tặng đồng ngày mừng khai trương, chỉ với đơn hàng bất kỳ từ 390.000 đồng tặng ngay 300 phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng gồm loa vi sóng bình siêu tốc, giờ vàng giá sốc, TV LED 3 hình giảm 40%, giá siêu sốc 1.990.000 đồng, bình siêu tốc 1.7 lít giá siêu sốc 9.000 đồng, nồi cơm điện MyDear Sunhow, bộ nồi 3 chiếc 3 đáy đồng giá 99.000 đồng. MediaMart mang tới 10 ngày khai trương giá sốc cơn lốc quà tặng. Smart TV Samsung 4K 5 inch giảm 22%, giá siêu sốc 10.890.000 đồng. Tăng lầu điện Emix, tủ lạnh inverter LG 189 lít giá sốc 5.190.000 đồng. Máy gia lồng ngang 8kg giá ngang lồng đứng chỉ 4.690.000 đồng. Laptop Dell Core i3 giá siêu sốc 9.990.000 đồng. Oppo A9 2020 giá cực sốc 6.490.000 đồng. Samsung A50s giảm 13%, giá siêu sốc 6.990.000 đồng. Mua TV tặng quà lên đến 5 triệu, tặng thêm phiếu mua hàng 3 triệu. Mua tủ lạnh máy giặt tặng cây nước, lò vi sóng trị giá đến 2.500.000 đồng. Đặc biệt miễn phí giao lắp đổi trả lên đến 45 ngày, trả trước không đồng, trả góp 0% lãi suất. MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.